Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã đến và chưa đến kênh Điện Gia Dụng Nhật Bãi của Thanh Hóa. Mình tên Thanh Hóa, năm nay 38 tuổi, đang ở chợ Láng Sen, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hôm nay mình đang test một cái em bếp ha. Cái bếp này không nha quý khách, không có tính cái này nha. Cái này là cái bếp chạ kia nha. Mình thấy mình thấy vừa đỡ quá, mình nên mà test thử luôn. Chứ cái này là cái máy nó không nha. Cục này không là 100.000 ha. Em này là máy móc nguyên zin nguyên bản 100% ha, nhỏ gọn xinh xắn ha. Cũng hay lắm, mình đợi đổi nóc, đồ thiết, đồ nhôm cũng được ha, nè. Ha, chết bộ nãy để chà cái nó hết thôi, nóng quá, nè nó nhiễu được rồi ha. Ok ha, nó nóng nha. Hạn cho mình đưa vô ha. À, quý khách thấy không, cái hơi nước nó lên đó, thấy không, thấy cái hơi nước nó lên không? Cái hơi nước lên, ột đó. Nhỏ gọn mà xinh nha. À, lưu ý giùm ha, quý khách ơi, em này là điện 100 nha. Có công tắc, điện 100. Rồi, giá bán mong muốn là 100.000 luôn. Rồi, quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook, YouTube, chỗ tốt cho mình ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi, cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.